Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Nhịp Sống 26 mình. Đây hôm nay thì anh em mình và ông con lại đi tìm ong ạ. Mùa này thì lại mùa ong nên là anh em suốt ngày đi tìm, và lại mùa này thì còn mình cũng lang rảnh, không nhiều việc mấy bạn. Chỉ chờ cà phê chín thì mình mới bận rộn để đi hái cà phê. Mùa này thì cà phê chưa chín nên là cũng được đi chơi rừng nhiều. Mấy hôm trước thì mình định đi nhưng mà mưa quá bạn, nên là không đi rừng được. Hôm nay được một ngày nắng nên là anh em rủ nhau đến rừng chơi. Đây, anh em sẽ bắt con ong ở cây bạch lan này, xong rồi thì nó đi đằng nào thì mình sẽ tiện đường thì mình sẽ quay một số cảnh cho các bạn xem. Đây mình di chuyển từ dưới kia đến chỗ này các bạn. Con ong thì đang đi bên trên này nữa. Đây cảnh thì theo thung lũng này thì rất là tuyệt vời luôn. Anh em mình đã chuyển vùng các bạn. Ở vùng anh em mình đi tìm thì nó bay đi sang ngọn đồi bên này hết. Bây giờ anh em phải ngược sang bên này để tìm thử xem. Đây, cái đồi cao này các bạn. Đây, vừa bắt được một con ở đây bạn, ở nương này luôn. Đây anh em mình đã bắt được một tổ đầu tiên này các bạn. Khá là mẩy luôn này, trắng xóa. Trắng xóa luôn ạ. 3 tầng, 4 tầng, 1 tầng. Một tầng không mẩy này. Một tầng không mẩy này. Đây, một tầng thì to lắm, có trứng rồi bạn. Cũng khá đã ok rồi. Thì cá bé xem. Một buổi được một tổ đầu tiên. Cái này còn là một tổ to, nếu mà bắt được con mẹ nó, con thợ nó thì chắc chắn sẽ thấy ở khu này bạn. Đây khu rừng trước mặt này. Đấy. Nhưng mà trời tội quá lại mưa. À. Đây các bạn ơi, sau một hồi tìm kiếm thì mình mới phát hiện ra một tổ ong vò vé nữa này. Đây, ở cây cà phê các bạn. Phê luôn này. Đây, cái này tổ nó chắc bị ngược rồi, bởi vì cây cà phê này nó ngá.
nó bị con sâu ăn nên là nó ngá ấy các bạn. Chất luôn tổ này. Cái này tổ này mình có thể vào gần được thoải mái nhé. Đây, cái này mình quá gần rồi bạn. Tổ quá to luôn bạn. Cái này chắc phải tầm 4-5 tầng gì đấy. Tổ ong này mẩy lắm bạn. Bây giờ mình sẽ chờ để anh trai bên bắt nhá. Bởi vì anh em mình đi tìm thì không mang bảo hộ đi cùng ạ, nên là không thể bắt được nó. Đây các bạn ơi, một tổ ong vừa vé, nhưng mà cây này cây cà phê nó ngã xuống nên là nó làm tầng nhộng nó đầy hết rồi nhỉ, nó bị nghiêng ấy, nhưng mà cũng khá là mẩy luôn, làm không được sao sao đây. Tôi vỏ vào túi luôn đi. Đây. Cái này mình đấy ở nương cà phê nên là mình phải đốt đi để không tránh nó đốt người đi nương ấy. Cái này. Rồi ok. Đổ con mẹ nó vào trước. Cho cả tổ nó luôn này. Đây. Đây. Thế mang về thôi. Thì nó thì nó không sao mà. Ủa. Xít bị đốt rồi bạn. Nết rồi, nết rồi, hát thảm tổ đó. Còn 3 con thôi. Chắc là con chúa đây. Nó làm ngược cả tầng nhộng nó ra rồi nhỉ. Đây. Ngược đít bên này. Tổ này còn non nữa. Chán quá nhỉ. Quá chán. Ủa mà tổ nó tải ra rồi. Ủa. Đây. Nó vướng cả cái cành cà phê ngược luôn đây. Có một tầng còn chưa có nhộng đâu. Ta sát anh to ấy thì vẫn hết. Chán nhỉ. Nó mà không lấy cà phê chắc nó đi đẹp nhỉ. Tổ này chắc phải gần 2 cân nhộng rồi đúng không? Đây là con chúa này bạn. Đây con chúa nữa. Chán thật. Thôi thế này cũng được rồi. Coi như là tạm ổn. Nếu mó có hơn không thôi. Giờ mình di chuyển sang khu khác nữa để tìm tổ khác. Anh em mình đã về tới nhà các bạn. Đây. Vừa rồi bắt được một tổ ong khoái này. Là đấy, có một ít mật nữa này. Anh kế này bỏ ong mình ra xem nào. Gọi là một chút thành quả. Anh hán làm nó có làm đấy. Sao không lạnh? Mẩy chưa? Mẩy ngồi nó. Cái này không phải, bên này nó mới mẩy cái này. Chú ơi, đây này. Ông này, ông ý chén tóc của trường này nọ. Hai đần đấy rồi. Hai đấy. Tổ này mẩy chưa? Chưa mẩy. Chưa. Ô, đầy bầu mật này, mật con con chứ ông khoái mấy bạn Anna mật ong cùng một mình nhá. Quá ngon các bạn. Mày buồn nhưng mới ngọt. Và hôm nay đi cũng may mắn rồi. Mày xài được bút. Mày xài là mày làm.
เราไปทุกข์กับมันยังน้ำแม่ตู้ของเราครับคุยน้อยให้ความงอนเนี่ยเทเขียนเอาคุยนะต่ออ่องมิงมันต้องมีไหมอาตัวอู่เจ้ามิงมันเมียเนี่ยโอ้อันเดียวนิดนึงเฮ้ยทางนี้ไงนี่ปอยืนเนี่ยซอฟเนี่ยเดี๋ยวตัวอ่องสิอันเนี้ยมีเซียนเอาซะมาหยองอ่ะอ่องควายที่เสียลามาหมดหน่วยเช้าเนี่ยวะเนี่ยต้องเกียดเนี่ยนะว่าดาต้องเกียดหมดไงดีเจซึมตัวอ่องที่ hôm nay được à 4 tổ nhưng mà tổ bé tí các bạn không được tổ to nên là ít vậy là xong mâm cơm này các bạn ơi. Đây món cháo ong này, đây, ong nhộng ong khoái nữa đây, cái này là thịt là chim này, có chả ếch nữa. Giờ mình xin mời các bạn nhá, và mình cũng xin được kết thúc video mình tại đây. Mong các bạn ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp mình. Xin chào các bạn.